cô ta nói là sẽ không ly hôn nữa. À, sao anh bảo với em là chỉ cần chia tài sản là chị ta sẽ ngoan như cún, lại còn bảo đang làm thủ tục nữa. Thế bây giờ phải làm thế nào? Hay là tạm thời chúng mình chia tay nhau một thời gian đã. Khi nào mọi việc êm xuôi, anh sẽ quay lại với em mà. Anh Hưng, em không muốn mất anh đâu. Em tưởng là anh muốn mất em sao? Nhưng nếu muốn an toàn, chúng ta không còn cách nào khác. Anh làm gì vậy? Làm gì à? Chị Danh Côn, mày phải biết bà là ai chứ hả? Còn khốn nạn, bà đã cảnh báo mày bao nhiêu lần rồi nhưng mày vẫn còn trêu ngươi bà. Hôm nay thì bà sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ. Mày dám trai chồng bà à? Chị cứ bình tĩnh, chúng ta ra ngoài kia nói chuyện. Bà mà phải nói chuyện với một con danh con như mày à hả? Cái mặt mày cũng xinh đấy, như thế này mà tao vui tay tao gạch cho vài cái vào mặt ấy thì còn xinh hơn nhé. Còn khốn nạn, chị đừng có mà vu oan giá họa nhá. Tôi không giật chồng của ai cả. Anh Hưng nói với tôi là chị và anh ấy chuẩn bị ra tòa rồi. Mày moi của chồng bà bao nhiêu tiền rồi, có khốn nạn. Nói, mày mà không nói bà móc mắt bà rút lưỡi mày ra nhá. Đây là trước cổng cơ quan, tại sao lại đánh nhau thế này? Bình tĩnh thì ra ngoài kia nói chuyện biết. Bà nói cho mày biết nhá, bà không bao giờ để yên cho cái mặt mày đâu. Đây là bằng chứng. Mày dường chiếu với chồng bà, mày đã nhìn nhận ra chưa? Bà sẽ không để yên cho mày đâu nhá. Bà sẽ cho tất cả mọi người ở đây nhìn thấy. Còn bọn kia, giám đốc của chúng mày đâu? Để nhân viên đi trai chồng người khác như thế này à? Hả? Tao sẽ cho tất cả cái cơ quan này thấy cái bộ mặt của con khốn nạn này. Đi. Bị đánh ghen ngay trước cổng cơ quan thế, phải em, cho em nghỉ việc luôn quá. Mạo tại cái châm nhà mình cơ. Bị vợ người ta phát hiện ra, không chấm dứt luôn đi. Đằng này cứ lằng nhà lằng nhằng, rách việc ra. Chắc lại nghe lão ta hứa hẹn gì đấy, nên chị mới thế chứ. Ôi trời ơi em ơi, ông nào đi với bồ mà không hứa hẹn? Nào là anh yêu em nhất trần đời, vợ anh ở nhà thì vừa già vừa xấu, chưa gì là mở miệng ra đã muốn cãi nhau. Anh sống với vợ cũng chỉ vì trách nhiệm với con với cái, bọn anh sắp ly thân nhau đến nơi rồi. Em ơi, nghe mấy cái lời hứa hẹn đấy á, bụng cũng thế này này. Nhưng mà chị Trâm nhà mình cũng vì tiền chứ không phải yêu lão ta đâu. Lấy được cái nhà xong mà dừng đi có phải tốt không chị nhở? Đời này không như là mơ cơ. Cái Trâm nó tinh tướng lắm. Đã ăn vụng còn không biết chùi mép, bị vợ người ta phát hiện chả sợ gì cả. Đằng này ngang nhiên thách thức luôn. Phải chị á, có khi chị cho cả chai axit đi chứ. Việc gì chị phải thế, đời còn dài, dai còn nhiều. Chồng mà đi với bồ á, giải tán, mình lấy người khác. Cái Trâm nó thế nào rồi hả chị? Còn thế nào nữa, tan tành hết cả rồi. Bên tổ chức họp có nói là sẽ cảnh cáo hay là kỷ luật gì không? Chị nghĩ là chuyện cá nhân, có thể sẽ nhắc nhở thôi, nhưng mà lên trưởng phòng thì khó lắm. Khổ thế cơ chứ lại. Đã bảo bao nhiêu lần là đừng làm như thế nữa rồi, để xảy ra chuyện như thế này chứ. Chị còn nghe nó nộp đơn xin thôi việc rồi. Đây này, đang định gọi điện hỏi thăm nó thì nó tắt máy, khóa cả Facebook luôn đây này. Hay bây giờ chị em mình đến nhà nó? Theo chị thì thôi đi. Nó đã không muốn mình biết mình tham gia vào làm gì. Số chị Trâm cũng nhỏ,